Gần đây có ai đến đây để cầu cơ vậy? Gì ta? Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại ngôi nhà bỏ hoang. Thì ngôi nhà bỏ hoang này nằm ở giữa rừng cả nhà, giữa rừng dầu. Thì hôm nay mình muốn quay trở lại đây để tìm vong hồn cậu thanh niên mà họ chơi hàng đá đó cả nhà, để phiên họ, giúp cho họ đi về núi về non để tu hành cả nhà. Thì hồi nãy mình có gửi xe ở phía bên ngoài, rồi bà cô chủ nhà bà có nói con không nên đi vô nhà quan này, tại vì ngôi nhà quan này nó nằm ở trong rừng á, lỡ mà nó có cái chuyện gì là không có ai hay. Thì mình cũng bóp bụng gồng mình để đi vào cái ngôi nhà bỏ hoang này để tìm vong hồn đó cả nhà. Thì người cô bà có nói là đây là cái tụ điểm ăn chơi, hút sách rất là nặng nề. Hôm nay mình đang ngồi ở phía trước ngôi nhà bỏ hoang, không biết ở bên trong có dân chơi không cả nhà. Mình ngồi ở đây mình cũng ngán lắm. Ma quỷ thì mình không có sợ, tại vì họ đâu có hại mình đâu. Mình đi giúp họ mà, có miếng ăn miếng uống, rồi họ muốn về chùa thì mình giúp cho họ về chùa, hay là giúp chuyện khác thì mình sẽ giúp. Còn những thành phần xấu, nhiều khi họ thuê ba cái hàng đá rồi họ nổi máu điên lên, họ làm những cái việc mà con người sống thật của mình không có từng làm là rất là nguy hiểm. Thì tí nữa mình sẽ di chuyển vào cái ngôi nhà bỏ hoang. Quý anh chị và các bạn nhớ cho mình xin mỗi người một like nha. Cả nhà nhớ chia sẻ video giúp mình nha cả nhà. Nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng đồng hành với mình ha. Ở nhà thấy không? Đứng ở đây mà cái con gì ta? Ghê, yeah. kêu bằng kinh khủng luôn á. Nhớ về dữ dãn ngày xưa luôn á nha. Ngày xưa ở đâu cũng vậy, ở đâu nó cũng buồn sầu buồn thảm như thế này. Ghe kêu thì chắc chắn nó báo hiệu về cái việc chuẩn bị nghỉ hè các bạn. Rồi mình sẽ quay về căn trước ha. Ngôi nhà này bà cô trồng rẫy ở phía sau, bà nói ban đêm chiều thôi chứ không phải ban đêm, chiều cái giờ này nè là bà đã thấy bóng trắng rồi. Ghê vậy. Nghe mùi gì ta? Mùi giống như ai hút thuốc các bạn. Nồng nặc luôn á. Để mình vô mình xem thử coi. Rồi có ai không? À, trong ngôi nhà quan này có ai không ạ? Mà tôi nghe khói thuốc rất là, nói chung là khói thuốc này là kêu bằng thuốc gì ta? Thuốc dép cả nhà. Rất là ngọt luôn á. Trời ơi.
không thấy ai ngồi hết, nhưng mà quần áo thì tứ tung hết, nhìn thấy là nổ cục. Rồi dụng cụ của họ chơi hàng đá trống luôn đó nha, rơi thì cứ cả nhà coi nè, để mình xem thử coi mấy ngày nay có ai đến đây hút sách hay không ha. Đó, mấy cái bịch này là bịch chơi đá nè cả nhà, bịch đó là họ mua, còn ống hút cắt ra để nhét vào cái bình để hút. Nhưng mà mình cảm thấy hồi hôm cái này một hai đêm là không có đến đây, nói chung là không có ai đến đây chơi cả nhà. Rồi chơi xong quần áo để về đốt cái gì lên nướng luôn. Còn đây thì có hai cái tảng đá để ngồi luôn, thuê luôn. Còn trong đây thì có tổ mối, tổ mối này thì theo mình thấy chắc có thể gần đây có ai đến đây để cột cơ vậy. Gì ta, hello, xin chào ông Linh. Quang mình có phải là trước kia bị nghiện đá mất không? Vô đi, thấy rồi ơi, sao kìa, vô đi, nói nghe nè, hôm ngày mình ở trong cái ngôi nhà bảo quan này, cảm thấy có buồn khổ gì không? Trời ơi, không ngờ ở trong cái ngôi nhà bảo quan này lâu quá, cảm thấy yếu, ốm yếu quá nè. Rồi hôm nay có ăn năn hối cải gì không, hối hận gì không? Cái gì? Nhân chơi đập đá bị bắt hết cái gì rồi? Thấy mấy ngày nay có ai đến đây chơi đâu? Bị bắt hết rồi. Đâu có còn ai đâu nữa mà chơi. Không phải Bông Linh là đợt trước tôi gặp ở đây không? Cái gì? Ở đây có gì không mà đuổi về? Tôi vô đây tôi tìm Phong Linh nè.
từ xa đến đây cũng cực khổ lắm á, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Ừ? Tề Mân Linh để nói về những cái việc mà ngày xưa mình đã tạo á. Làm gì cứ ngồi đi. Làm gì vậy? Tôi đâu có làm gì lên đâu. Nó lên cái ngồi đi. Ngồi đi gì đâu. Tôi là người tốt mà. Người tốt mà đâu phải người xấu. Hướng lên đâu ta. Trời ơi. Tôi đã nói là tôi là người tốt. Ai mất tiêu vậy sao tôi giúp đỡ cho. Nãy mình nghe tiếng xe ông ra bên đó. Không lẽ Môn Linh này ngày xưa chơi qua cái hàng đá rồi giờ nghe tiếng xe giống như kiểu như công an đến đây rồi bắt đầu ẩn ta. Đó bên đây cũng có một chiếc xe nữa đó nha. Không biết phải hình sự hay không. À, Hồng Linh của mình có thể di chuyển ra ngoài đi ha. Rồi tôi giúp đỡ cho nè. Chứ mình ở trong cái ngôi nhà bỏ hoang này á, biết rồi mình cũng thập thò, mình sợ này sợ kia, mình lum la hết. Nó ngày xưa mình đã gây ra cái nghiệp thì bây giờ mình phải gánh chịu rất là nặng nề. Tôi thấy Môn Linh ở đây cũng rất là lâu năm á. Hôm nay tôi đến đây để tìm Môn Linh nè. Nếu mà mình có vòng vòng đây á, cứ vô nhà đi. Hồi nãy tôi đã gặp Hương Linh trong nhà rồi mà. Vô đại đi Hương Linh. Trời ơi, ở đây nội mà nghe cái con ve nó kêu không cũng buồn tơi tả luôn. Kêu chưa? Làm gì sợ? Trời ơi, chỗ đập đá ngày xưa mà sợ gì? Ai bắt không lớn? Trời ơi, hồi xưa mình đã tạo cái nghiệp vậy rồi. Đó. Giờ biết khổ biết đắng chưa? Đã ở trong nhà quan rồi mà cũng còn sợ nữa. Nó. Đừng nói quăng mất rồi mà không sợ. Hồi xưa có bị mấy anh áo xanh được không? Ừ. Xưa mình đừng có chơi, đừng có hút là đâu có bị ai được. Tôi ở đây tôi sợ quá mà không có tay giúp đỡ gì được á. Trời ơi bữa hổm tôi đến hoài luôn, năn nỉ muốn chết muốn rẽ cái lưỡi mà không chịu cho tôi giúp. Thay vì cho tôi giúp nó, hôm nay là tu đã chuyển kiếp rồi, tu thành đắc đạo chuyển kiếp thành người rồi, hay là thành súc vật không chừng. Đặt cái vụ kiếp trước của mình làm tốt thì kiếp này mình sẽ làm người. Hồi xưa nghe nói ăn trộm ăn cắp đồ, thanh niên mới lớn lên ăn trộm ăn cắp quá trời luôn rồi, chắc kiếp này chắc đầu thai thành động vật quá. Muốn đầu thai thành động vật không? Cái gì? Vậy hả? Trời ơi. Đã ngày xưa cha mẹ nuôi mình lớn lên,
tốn biết bao nhiêu tiền bạc, biết bao nhiêu của, biết bao nhiêu công sức. Cha mẹ mình của Hương Linh là muốn Hương Linh là lớn lên để làm được người tốt, giúp ích cho xã hội và giúp cho gia đình. Ngược lại không có giúp được cha mẹ gì hết mà đi ra ngoài xã hội nghe lời bạn bè chơi ba thứ này, rồi bắt đầu tiền của ở nhà đâu cung cấp đầy đủ đâu mà phải đi ăn trộm đó. Rồi từ xưa, từ cái ngày mà mình dính vào cái con đường nghiện ngập này á, là mình làm bao nhiêu phi vụ rồi, ví dụ mà trộm dây điện hay là trộm này trộm kia đó. Trời ơi, tôi lấy cả trăm cái nghề vụ như tôi biết. Vậy hả? Trộm đập đủ thứ rồi. Trộm vậy gì nói nghe coi. Ở xe đạp của người dân tôi cũng lấy được nữa. Vậy hả? Tôi làm nhiều quá thì cũng nhớ. À, có lấy dây điện không? Mấy cái nhà quan bỏ gì tôi vô tôi lấy con tôi bán luôn. Trời ơi, con bán nhiêu tiền? Mấy ông bạn nhà bị mất nóc thì vô tôi giờ không. Trời ơi, thôi nó nghe nè, nãy giờ kể nghe nổ cục quá. Nó do mình lớn lên mình không có hiểu về cái việc mà ăn chơi thứ này là nó sẽ nguy hiểm về cuộc sống về sau đó. Nếu mà Bông Linh đó là hiểu thì Bông Linh đâu làm. Ngày xưa có ai dạy dỗ giờ không? Cha mẹ có dạy dỗ không? Có nói giờ nếu mà mình dính vào con đường này là mình sẽ hư không? Ai cũng nói mà tôi không chịu nghe. Không có rồi, cũng mệt rồi. Dễ hả? Trời ơi, nhức người đó. Ừ, thiếu là nó hành đó hả? Có cái này tôi đâu ngủ thôi. Đó, nếu mà mình không có chơi cái này á và mình sống cho đến ngày hôm nay là mình được nhiêu tuổi? Rồi, nếu không chơi này giờ tôi cũng lớn rồi. Là nhiêu tuổi? Tôi mới 33 à. Ờ, 33 hả? Mất được nhiêu năm? Mất quá 8 năm mà. 33 hả? Mất 3 ông năm già rồi. Hồi xưa có vợ con gì không? Ủa chứ mà như ai luôn rồi em. Rồi giờ mất 3 ông năm nay mình cảm thấy có nói tiếc về việc mà nếu mà mình không có vướng vào cái con đường đập đá là một năm mình kiếm biết bao nhiêu tiền không? Cái gì? Tôi thích kinh vên vậy à. Thích kinh vên vậy hả? Ừ, có ngày tôi muốn đồng bạc, có ngày tôi cầm mấy chục triệu không rồi á. Làm gì có mấy chục triệu? Tôi đi chơi game mà. Ừ. Chơi thì xong tôi mua cái cào, đi chơi game mà. Chơi vậy có lôi kéo bạn bè vô chơi không? Mấy đứa mà người tốt, người ta chưa có biết về cái việc chơi đá rồi có rủ ghen không? Ừ. Vậy tính ra tính ra dính vào cái con đường nghiện ngập này rồi lôi kéo bạn bè quá nhiều ha. Không lôi đâu, có người cho tiền xài. Rồi lôi cái đó tới giờ được nhiêu người à? Trong cái nghề này không có tính bằng đầu người, tính toàn tiền không à? Biết rồi, mà lôi bạn bè trong xóm mình á và xóm khác là bao nhiêu người á để tham gia cái cuộc chơi á. Rồi có khi nào cả nhóm không có tiền hút không? Rồi bây giờ mất cũng 3-4 năm rồi, có ăn năn hối hận gì chưa? Ừ, hối hận dữ lắm rồi.
tôi đi theo đó suốt đời luôn. Thôi nếu có giúp cho Quang Linh đó là đưa Quang Linh về núi, về non tu tập, về chùa chứ theo tôi làm chi. Chú giúp được, không chú giúp tôi về chùa cũng được. Nếu mà chú không nói được, tôi theo chú phù hộ chú cũng được. Thôi thôi, Quang Linh làm gì mà phù hộ được. Quang Linh phải đi chùa, về núi, về non, về chùa tu, để sau này để chi, để nghe cái lời của Phật họ giảng trong á, những ông thầy hay là những ni cô á, họ đọc những cái bài kinh Phật nói về ngày xưa Phật còn sống đó, Phật đã gia chạm, Phật đã biết nhiều điều về cuộc sống làm người cực khổ và gian nan như thế nào đó. Tại sao có những người gương mặt rất là sáng nhưng mà tại sao tâm rất là tối, là do họ học hỏi về những cái việc điều xấu đó. Nhưng đó tu tập một thời gian rồi đâu mới chuyển kiếp được. Biết không? Rồi có muốn ăn uống thì tôi cho ăn uống rồi không ai giúp luôn. Xin ít tiền hả? Cái gì? Làm lỗ phí đi đường thôi. Chú có lòng chú cho ít là được rồi, mấy chục thôi. Ông ấy tôi cho tiền tôi giúp luôn cho rồi đi, khỏi cúng kiến hay sao? Muốn ăn gì không? Ồ, chú muốn ăn, đói lắm rồi. Muốn ăn hả? Ừ. Đói lắm rồi, sao được? Nói về gì vậy? Nói gì? Nói gì đâu? Phải có đồ quốc bảo đó được. Bánh nè. Đồ hút đồ đói hả? Thôi cha, chút nữa tôi giúp cho cha đi về núi về chùa rồi. Vô là không cần ăn cũng no nữa. Thôi. Làm hơi chơi không? Thôi. Mua túi với ông Hùng. Hỏi cho dễ. Cho hưởng nha, miếng nhang đèn nè. Rồi đốt con sách với tiền vàng bạc. Nhan á, thấy vậy chứ linh lực nó mạnh lắm. Còn hít đá là ngày xưa mình còn sống, bây giờ mình chết rồi đâu có hít đá được, hiểu không? Không không? Không. Ăn cơm mùi bằng nước trong chai. Tối trong chai mình miếng thơm. Hồi xưa mình mất ngay vị trí nhà này hả? Cái bên đây, cái gần nè. Cái đó nghe nói sốc thuốc rồi bắt đầu về nhà mới mất đúng không? Trời ơi, nó chấm vô ở đó. Được không? Tắt đèn ơi. Rồi hưởng nhân đàn đi. Có
Vậy nó thấy no không tận hưởng. Rồi. Đừng có phá. Một hồi nó nổ một cái là banh xét, khỏi đi chuyển kiếp luôn bây giờ nè. Có tiền chuẩn bị đi mua đi cổ. Trời ơi nhiều quá vậy. Ừ. Sắp 9 triệu rưỡi. Chú làm cái nghề gì mà chú giàu nữa. Chú bán mà chú hả? Rồi ông Linh hưởng đi. Hồi tôi vô tôi giúp cho. Ha. Chú có làm cái nghề gì tôi lên cho chú giàu nữa. Là gì? Nghề trà rượu nhôm. Không. Chú biết trà rượu nhôm nó nhiều không? Không. Là cơm đồ nghề. Hồi đó đó không cái là chết tôi luôn á. Trời ơi. Ôi có mùi khè nữa đã dữ vậy. Ừ. Chứ tôi mượn có quạt được không? Không. Chú chạy qua bên đây nè. Đâu? Chú kỹ ra. Trời ơi. Anh đâu? Mua cho tôi bịch giống vậy á. Làm gì? Chú mua đồ ăn cho tôi. Thôi, đồ ăn bánh đó. Bánh no. Uống ngon mà cái kia. Ừ. Rồi, hử xong chưa? Tôi giúp cho. Uống ông đâu. Không muốn đi. Ờ chưa đốt với tiền bà cháy hết, chừng nào cháy hết nó nhận được mà phải không? Tôi chưa có uống đi. Bậy. Hồi nãy ăn năn hối cải rồi, giờ có tiền thì chứng phải không? Mà không cũng bị một lần hay gì rồi. Trước dụ tôi đốt với tiền thằng bạc cúng kiến cho đã rồi có tiền không muốn đi. Ừ. Ở đây không gài á là cảm thấy làm sao? Sung sướng không? Không. Không thì tao giúp cho đi. Giờ có tiền rồi, bị sung sướng rồi. Ừ. Về chùa người ta có tiền ta mua đồ ăn đồ uống đồ con chay đồ mà. Quần áo đồ thì không chùa đâu trời ơi tiền cháy hết đây rồi đi mua đồ con cháy hết rồi đó còn miếng rồi đó hết rồi rồi chưa giúp cho đi rồi chùa cho rồi. Chú cứ đưa tôi ra đây thôi được rồi. Không, đưa cho ông đi về núi á. Thôi là Lan hồi là tôi làm một cái thật là cái miệng không có nói chuyện được luôn á. Đưa tôi ra đây thôi, đừng có đưa tôi về chùa. Có chú về bữa nào rồi giúp tôi. Đưa lên thầy Bạch Long tu cho luôn đi, cứng đầu quá. Ôi, chịu. Đưa núi An Giang, núi Cống cho luôn. Gặp thầy Bạch Long rồi ổng làm cho một cái phép ở chổng trong đó tu tập với ổng. Ra nha, ổng chịu à. Lì lộm. Tôi đưa về ông thầy tôi luôn á. Ừ. Rồi nãy nói giúp. Bây giờ giúp tôi đi về chùa tu tập nha. Đưa đây thôi. Đi liền. Trời giờ chết á. Phong ấn một cái rồi tôi chủ một lấy cái phép mà của Thiên Lôi á đánh một cái là trái thành to luôn phải không? Rồi dùng cái thật này là phép của Thiên Lôi nha, đưa về núi Cấm, về mấy cái miếu mà mấy cái chùa ở trên gần ông thầy Bạch Long á tu trên núi á để sớm được chuyển kiếp nha, nghe không? Rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật cái ơi. Niệm liền Nam Mô A Di Đà Phật. Ờ con này cứng đầu lắm nè. Là ông thầy Bạch Long ông
bỏ vô cái bình hồ lô luôn. Nam mô và Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca này Phật. Cái bông này cứng đầu kêu bằng khủng khiếp luôn các bạn. Đã mình cho ăn cho uống còn hồ muốn trứng nữa chứ. Vậy mình hôm nay cũng giúp được cái bông hút chích ba hàng đá đó nha, đi về chùa để tu hành rồi. Nhưng mà trước này mình đưa họ về núi cấm luôn. Thì bây giờ mình có thể kết thúc video. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Bye bye cả nhà.